Du lịch là hành trình ý nghĩa, mang đến những trải nghiệm giá trị cho cuộc đời. Qua mỗi chuyến đi, tôi thấy mình trưởng thành hơn, có những thay đổi tốt hơn để làm mới cuộc sống. Đó cũng là một phần lý do tôi và Natalie đã có mặt tại Việt Nam. Gắn bó với nơi đây hơn 3 năm, chúng tôi vừa tham gia dự án dạy tiếng Anh tình nguyện, vừa tranh thủ khám phá những điểm đến thú vị tại đất nước xinh đẹp này. Để rồi, tôi có quá nhiều kỷ niệm và tình cảm sâu sắc với nơi đây, khiến tôi không nỡ nào rời xa. Chính vì vậy, trong chuyến hành trình mới hôm nay, Natalie đã không còn đồng hành cùng tôi nữa. Jack, and what about our plans for the future? A major communications firm has 2 positions with our names on it. We can't stay here longer or we'll miss this opportunity. And what about our wedding plans? Please. Just stay here a little longer, for me. I'm sorry. I can't. Natalie về Mỹ. Khi xa cô ấy, tôi thấy mọi thứ trở nên trống trải, khó khăn và buồn chán. Lúc đó, tôi không thể biết rằng quyết định của tôi ở lại là đúng hay sai. Nhưng rồi, mọi chuyện đã khác đi khi tôi nhận được quyền sở hữu bí ẩn. Tôi xách ba lô lên và đi theo những lời hướng dẫn chi tiết trên quyển sổ ấy. Tôi được đón tiếp tại Hà Nội và lên chuyến xe đến Hòa Bình, một tỉnh Tây Bắc của Việt Nam chỉ cách thủ đô khoảng 70 km. Tôi muốn chia sẻ một điều thú vị. Dù lúc vui hay buồn, dù một mình hay nhiều người, bạn đều có thể đi du lịch để tìm lại sự cân bằng trong chính tâm hồn của mình. Hôm nay, tôi xin kể cho bạn nghe về chuyến hành trình này. Xin chào. Dạ chào. Ồ. Ừ.
Chào em tại Land Lô Lũng Vân Hồi đã. Xin chào. Xin chào Jack, tôi là Bùi Xỉu, sẽ là người đón anh tại đây. Vừa rồi tôi đã chào anh bằng tiếng Mường đấy. Tôi đã nghe nói về anh rất nhiều. Một người Mỹ, đam mê du lịch và nói tiếng Việt cực giỏi. Tôi không nghĩ như thế. Tôi đã thấy anh từ đầu bản, nhưng muốn để anh có chút không gian riêng. Bây giờ xin mời anh theo tôi. Ok. Đây là nhà của cụ Hà Thị Nỉ, đã sống trên 100 tuổi. Gia đình cụ rất hiếu khách. Chào mế. Xin chào. Để tránh cái nắng, trốn cái nóng, cái ồn ào của miền xuôi, tôi nghĩ nơi đây thật lý tưởng, bởi mọi thứ rất thanh bình. Đúng không Jack? Đúng rồi đó. Lũng Vân được xem là nóc nhà của xứ Mường Bi, một trong bốn cái nôi văn minh lớn và cổ xưa nhất xứ Mường. Nhất Bi, Nhì Vang, Tam Thàng, Tứ Động. Jack, anh nhìn đây. Nhà sàn là nét văn hóa tiêu biểu trong nền văn minh và sự ra đời của nó gắn liền với một huyền thoại. Vào một hôm, vị lang đầu tiên cai quản đất Mường đi bẫy và bắt được một cụ rùa. Cụ rùa van nài lang đừng giết thịt. Bù lại, cụ rùa mách bảo cho cách làm nhà sàn. Bốn chân tôi là bốn cột cái. Hai mai tôi là hai mái nhà. Xương sống tôi là đòn nóc. Chặt cây lim làm cột. Lạt buộc bằng cây giang, cỏ danh dùng để lợp. Với nhà sàn, cửa sổ là nơi rất thiêng liêng của người Mường. Vì trong tiềm thức và phong tục lâu đời, nó có những giá trị tâm linh rất sâu sắc. Jack. Anh theo tôi. Tôi sẽ đưa anh đến nhà cụ Mế đã hơn 100 tuổi, từng là một thầy mo và là thần y nổi tiếng nhất vùng. Người Mường ở xứ này vốn có tục thờ cúng tổ tiên và theo tín ngưỡng đa thần giáo, nên rất quý trọng thầy mo, vì cho rằng thầy mo chính là sứ giả giữa thế giới thần linh và nhân gian. Chúng tôi được thần sông, thần rừng, thần suối, thần núi dưỡng nuôi, ăn nâu sắn, uống nước thảo mộc. Đàn bà uống vào thì nhiều sữa, đàn ông thì tráng kiện, tuổi thọ cao, sống trên 100 tuổi. Cụ mấy nhà tôi đã gần 100 tuổi, nhưng còn minh mẫn lắm. Cụ được bà con trong vùng gọi là thần y vì cứu chữa nhiều căn bệnh nan y thầy dạy. Cụ đang truyền nghề cho con cháu vì nắm giữ một số bài thuốc rất thần kỳ, cứu giúp cho biết bao bà con trong vùng. Mẹ ơi, ở những nơi kể cho chị kể câu chuyện tình tập từ đá
mưa dầm mưa dãi, nước ngập mênh mông, 50 ngày mới rút mọc lên một cây xanh, có 90 cành, có một cành cao chọc trời, biến thành ông Thu Tha, bà Thu Thiên, hai thần truyền lệnh làm ra đất trời và vạn vật. Sau đó, nắng dữ dội suốt 12 năm liền, mặt đất sơ sát, thần bồng queo, ao ước một trận mưa lớn. Tức thì mưa to gió lớn, suốt 90 ngày đêm, hạt mưa to bằng quả bưởi, nước lại ngập bao la. 7 tháng sau, nước rút cạn, có một cây si khổng lồ mọc lên tua tùa, 1919 cành. Trời sai con sâu gà quét rũng ruộng cây si, cây đổ, mỗi cành hóa ra một bản mường, một cành ngã về đất đi, đất lỗ nên mường bi mường lỗ. Mấy đứa lúc nào cũng bảo bà kể chuyện, chúng nó tụ nằm lòng hết câu chuyện, đẻ nước ở đấy chứ, nghe xong là lăn ra ngủ say. Rất cậu cũng nên ngủ sớm. Cháu nè, uống khóe chanh. Ngoài tiếng Việt, tiếng Mường của em thì anh cũng biết à? Bùi sự trong bảng có dạy cho anh hôm qua. Mà em biết anh hả? Phải không? Em đi tí chung chơi đấy à? Em trêu anh bằng tiếng Mường đúng không? Anh không hiểu đâu. Em không trêu anh. Em chỉ hỏi là anh cũng đi học chợ à? Mỗi sáng thứ ba hàng tuần, người dân Lũng Vân ai cũng đến chợ để trao đổi hàng hóa và mua sắm. Còn anh đến chợ để mua gì? Hay là anh tìm bạn? Anh tìm mua. Anh tìm mua đúng một chiếc khăn giống như thế này nè. Anh có gì để đổi không ạ? Đổi? Hình như là có nè. Để xem. Có cái này nè. Quyển sổ này có gì đặc biệt hả anh? Nếu như anh không có nó thì chắc chắn anh sẽ bị lạc ở Lũng Vân và không tìm được đường về. Nghe đáng lắm. Nhưng người dân xứ Mường Bi của em không nỡ để du khách như anh lạc đường đâu. Nhưng mà về việc cái khăn này, em vẫn muốn cho anh nợ vật đổi đấy. Nhưng mà nếu như anh nợ thì chắc chắn là anh phải mời em đi ăn chợ mới được chứ. Ăn chợ? Em không ăn hết nổi cả chợ đâu. Thank you.
Như vậy, em hứa sẽ là một hướng dẫn viên giúp anh theo lịch trình của nguyên sậu bí ẩn này đúng không? Người mường không bao giờ thất hứa đúng không? Vậy là người phương Tây các anh hay thất hứa lắm à? Check, follow me. I'll take you to see the most beautiful streets. Well, you can speak English. Hey. Surely, my English is way better than normal. Cầm giúp anh ạ. À, đây là bùa yêu đúng không? Em có ưng anh đâu mà để bùa. Vậy mà anh cứ tưởng em ưng anh mới chịu sang một bạn khác với anh chứ. Anh gặp may vì em cùng đường sang thăm chị gái ở xứ Mường Thàng thôi. Bình là một trong những vùng đất có sự xuất hiện của người Việt cổ, sinh sống cách đây hàng vạn năm. Vào năm 1932, với tình yêu và lòng say mê khảo cổ dành cho vùng đất chứa đựng nhiều điều bí ẩn này, thì tiến sĩ khảo cổ học người Pháp, bà Madeleine Colani, sau một thời gian phát hiện và nghiên cứu, đã đề xuất trước hội nghị các nhà tiền sử châu Á Thái Bình Dương chính thức công nhận một nền văn hóa mang tên văn hóa hòa bình. Mặc dù văn hóa hòa bình có không gian phân bố rất là rộng lớn, có mặt ở hầu hết các nước Đông Nam Á lục địa, nhưng mà việc phân bố tập trung nhiều nhất ở trong tỉnh Hòa Bình với những di tích rất là đặc sắc. Jack, đi theo em. Jack này, việc phát hiện mới nhất về đường mòn cổ cách đây hơn 21.000 năm tại hang xóm trại đã khẳng định rõ về điều này. Trong hang ấy thì không chỉ là nơi sinh sống lâu dài với các điều kiện tự nhiên thuận lợi, mà đây còn là công xưởng để chế tác công cụ của người Nguyên Thủy đấy. Thật thú vị hả? Anh không ngờ anh sẽ có mặt tại một trong những con đường cổ xưa nhất thế giới. Ngoài việc phát hiện ra hai lối đi cổ, thì các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra vết tích cho bếp. Đây là vết tích tiền sử sớm nhất tại Việt Nam. Và bộ hài cốt có độ tuổi từ 14 cho đến 17.000 năm. Và còn có những hạt thóc này, những vỏ ốc hóa thạch ở trong hang. Tất cả những vết tích này đã tạo ra một bức tranh khảo cổ đầy mê hoặc đối với các nhà nghiên cứu trên thế giới và du khách đấy. Em am hiểu về văn hóa của người bản địa thật sâu sắc. Em hiện là sinh viên khoa sử năm cuối mà. Với tình yêu dành cho quê hương, em đã chọn đề tài tốt nghiệp của mình để nghiên cứu về vùng đất nơi em sinh ra và lớn lên đấy. Hòa Bình,
Hòa Bình ấy là vùng đất có nhiều dân tộc anh em sinh sống, ngoài người Mường còn có người Mông, Dao, Tây, Thái, tất cả mọi người sinh sống hòa hợp, tạo thành dấu ấn của nền văn hóa hòa bình rực rỡ, đầy tự hào. Chết, anh có nghe gì không? Có. Đó là âm thanh của dàn chiêng trong lễ hội của người Mường ấy. Xin chào. Xin chào. Bây giờ chúng ta học thổi cái lá nhé. Đây, anh lấy cái này. Không được. Thế thôi. Hay. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Chúng tôi đang kể cho nhau nghe về hồn chiêng. Mời hai người ngồi. Chào anh. Chào, chào. Chị. Chào. Vâng, chào anh. Chào anh. Xin chào em. Với người Mường, chiêng là vật linh thiêng. Chiêng cũng có hồn như con người. Chiêng không sử dụng thì lâu ngày chiêng sẽ ngủ, mà muốn dùng lại thì phải làm nghi thức đánh thức chiêng. Âm thanh của chiêng cái thì giữ nhịp cho dàn chiêng 12 chiếc cùng hòa quyện với nhau. Dàn chiêng cùng với 4 bài nhạc cổ sắc bùa là kho tàng văn hóa vô giá của miền đất linh thiêng này. Nào,
Mời các bạn. Mời anh. Mời cậu. Mời. Vừa đi xuyên qua những con đường mòn để đến động Hoa Tiên, một điểm đến rất là tuyệt vời. Em nghĩ là những người đam mê khám phá như anh sẽ rất thích thú. Ừ, vâng. Chắc chắn. Oh my god. Oh, chết, cẩn thận đấy. Không khéo anh có thể phá hủy những khối nhũ đá phải mất hàng trăm nghìn năm mới có được đấy. Nhìn kìa, đó là hình thù ấn tượng được kiến tạo bởi những khối măng đá và hồ nước trong hang. Anh xem này, có rất nhiều hình thù kỳ lạ và thần tiên. Và tên gọi động Hoa Tiên cũng bắt nguồn từ câu chuyện xa xưa rằng đây là dấu tích của những tiên nữ giáng trần. Wow. Sao thế? Anh mới vừa gặp tiên nữ. Mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng mình nên quay lại đảo Dừa thôi. Của dốc núi rồi uốn mình đổ về lòng hồ mênh mông một cách êm ả thanh bình. Em thường nghe mế kể từ thuở hồng hoang, tạo hóa đã ban tặng người dân Tây Bắc con sông, con suối và những lòng hồ huyền thoại. Em sinh ra đã bú sữa mế, uống nước quê hương, rồi lớn lên từ con cá, ngô sắn,
sống dưới ánh sáng của thủy điện Hòa Bình. Em rất yêu quê hương mình, Jack ạ. Người dân nơi đây rất sợ thần sông, thần suối, thần rừng nổi giận kéo bão giông, gây lũ dữ, nên không ai dám làm điều gì có lỗi với thần thiên nhiên, như chặt rừng hay là phá núi cả. Bằng tình yêu quê hương và vốn kiến thức học được, em xin về làm việc cho một đơn vị du lịch đang có những định hướng phát triển nơi đây đúng cách, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân Vạn Chầy đỡ cơ cực, thêm cơ hội giới thiệu bản sắc văn hóa của dân tộc đến du khách khắp muôn nơi. Em chỉ mong ngành công nghiệp không khói sẽ phát triển bền vững trên vùng đất đầy tiềm năng này, mà không làm mất đi bản sắc và những gì thiên nhiên đã ban tặng. Anh thấy đấy, con người và vùng đất Hòa Bình luôn sẵn sàng đón nhận tình cảm của du khách phương xa bằng tất cả tấm lòng của mình. Ôn chào, em có biết không? Tình yêu em dành cho quê hương thật đáng ngưỡng mộ, khiến lòng anh rất xao động. Của núi rừng Tây Bắc cũng có linh hồn và tình yêu. Tình yêu của người con gái Tây Bắc trắng trong và tinh khiết. Jack, anh là du khách, còn em là cô gái Mường bản địa. Ông chào. Anh cảm ơn em rất nhiều vì đã cho anh thấy những điều rộng lượng giữa những cảm xúc còn nhỏ bé của con người. Trái tim của người con gái Mường bao la như trời, rộng như nước hồ, nhưng vững như núi rừng. Jack, anh là người tốt. Quê hương đất nước em sẽ chào đón anh ở những miền đất mới. Nơi đó, dù không có cô gái Mường như em, nhưng chắc chắn sẽ còn nhiều tình yêu rộng lớn khác cũng chờ anh. Anh thật sự xin lỗi vì chuyện chiều nay. Em quá thật là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng. Ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em bên bờ rào, em đã cho anh một cái cảm xúc thật là đặc biệt về bản sắc vùng đất này. Thu thật, lúc đó anh đã rất xao động. Cảm ơn em đã cho anh một chuyến hành trình rất là ý nghĩa và đáng nhớ như thế này. Ôn chào. Anh nhờ Umanda. Anh còn quay lại. I also miss you so much, Jack. Mây lâu chưa về.
Uốn Châu có gửi vật này lại cho cậu. Bảo cậu cứ theo quyển sổ mà đi tiếp. Cảm ơn. Em có gửi lại anh bông hoa rừng và mảnh khăn trắng là một phần linh hồn và tình cảm của người con gái xứ Mường thường gửi tặng người thương. Chẳng phải anh cũng từng thắc mắc về ý nghĩa của chiếc khăn trắng mà em luôn buộc trên đầu. Đó là chiếc khăn duyên, minh chứng cho lòng sắc son và thủy chung của nàng Út Dô và chàng Khỏe trong câu chuyện truyền thuyết xa xưa của xứ Mường. Nàng Út Dô đau khổ khi biết tin chàng Khỏe đã hy sinh nhảy cùng đàn hổ dữ xuống vực sâu của núi Giang để cứu giúp bản làng. Nàng đứng bên bờ suối khóc thương, lấy mảnh vải trắng chưa kịp nhuộm màu của chàng, xé ra từ vạt áo tặng lại cho nàng trước khi chia tay, để lau nước mắt. Đợi nhiều ngày, nhiều tháng như vậy, vào một đêm trăng sáng, người ta không thấy nàng Út Dô đứng nữa. Nơi nàng đứng giờ chỉ còn là một thân cây với bông hoa trắng sắc tinh khôi như chiếc khăn lau nước mắt của nàng. Người ta gọi đó là hoa lăng. Tình cảm trong sáng của mình gửi đến anh, hy vọng anh sẽ luôn nhớ về vùng đất hòa bình này như một kỷ niệm đáng trân trọng, cũng như chính em đang giữ kín tình cảm riêng tư vào trong những điều lớn lao hơn cho quê hương mình, đất nước mình. Bông hoa hừng, con hủa, con khôn, nhớ em đa em người. Biệt của Uốn Châu dành cho tôi bây giờ là đúng lúc, bởi với tôi, em sẽ mãi là người bạn ý nghĩa, là một kỷ niệm đẹp, đẹp đến cũ. Biết đến bao
mong chờ về đây nhé em. Good evening, sir. Good evening. Dear Jack, I'm so sorry. I know I was selfish and unthoughtful before leaving you in Vietnam. Not having you here by my side has made me realize just how important you are to me and how much my life is incomplete without you. When you get this message, please write me back as soon as possible. I'll wait for you. Love, Natalie. Tôi biết tình yêu không phải là chim dữ. Trong những giây phút giữa lưng chừng của đậu vỡ và yêu thương, cả tôi và Natalie đã chợt nhận ra rằng chúng tôi không thể sống thiếu nhau. Cuộc sống đôi khi phải biết dừng lại đúng lúc thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn mình nghĩ. Chuyến hành trình kết thúc, tôi mang theo nhiều cảm xúc. Tình cờ dở những trang cuối cùng của quyển sổ, tôi đã phát hiện ra bức thư được giấu kỹ phía sau màn gác. Đó là bức thư Uống Châu đã vô tư viết ngày trước khi chúng ta gặp nhau. Không biết anh đọc được những dòng này trước hay là sau khi gặp em tại Hòa Bình, nhưng em muốn chia sẻ với anh rằng anh là người đàn ông may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống này khi có được tình yêu sâu sắc của chị Natalie. Quyển sổ bí ẩn này chính là món quà bất ngờ mà chị đặt từ xa để dành tặng anh thay cho lời xin lỗi chân thành của chị. Chị Natalie biết em sẽ là hướng dẫn đồng hành cùng anh trên một vài cung đường nên đã nhờ em chuyển lời đến anh. Và đó là lý do em viết những dòng này ở trang cuối cùng. Em cũng tin rằng sau những ngày trải nghiệm theo quyển sổ bí ẩn này sẽ giúp cho tình yêu của anh với Việt Nam sâu đậm hơn, niềm đam mê khám phá du lịch của anh thỏa mãn hơn. Vì điều đó chắc chắn sẽ làm chị Natalie hạnh phúc. Em hy vọng một ngày không xa, anh và chị sẽ cùng nhau quay lại vùng đất hòa bình. Khi đó, chúng em sẽ vui lắm khi đã mang điều tốt đẹp đến tình yêu của anh chị. Hẹn gặp anh và gặp lại anh chị sớm nhất. Uốn Châu, cô gái hướng dẫn viên người Mường. Lòng tôi thắt lại, tôi thấy thương em nhiều lắm. Đó là một tình cảm đặc biệt. Nhưng tôi không muốn trái tim của cô gái Mường mang tì vết vì một du khách đến rồi lại đi như tôi. Tôi giữ mãi những hình ảnh và ký ức đẹp về hòa bình. Và trong đó, chắc
tránh có cả nụ cười và ánh mắt của ông Trâu. Tôi quyết định cầu hôn Natalie tại Việt Nam. Tôi tự hỏi liệu chúng tôi nên quay về miền đất này để gặp lại Ún Trao hay không. Nhưng với bạn, tôi tin chắc rằng quyển sổ bí ẩn này sẽ là một món quà diệu kỳ cân bằng mọi điều trong cuộc sống khi bạn có cơ hội đồng hành cùng nó về miền đất hòa bình này. Hãy tin tôi đi, vì tôi đang kể cho bạn nghe một câu chuyện về một chuyến hành trình bằng tất cả tình cảm từ trái tim mình. Biết đến bao giờ